Thưa quý vị, Như Hiền với Lê Thái cũng hay đưa tới cho quý vị những cái bản tin của phi hành gia và đi lên trên trạm vũ trụ quốc tế và ông quý vị. Nhưng mà mình chưa biết rằng những phi hành gia khi mà lên đó mình nghĩ ô sung sướng quá nhưng mà thiệt ra họ lên đó có một cái điểm là có những cái mà hại sức khỏe của họ rất là khi mà họ làm việc ở trên đó thưa quý vị ở trong cơ thể mình cái blood cell có là tế bào hồng cầu đó thưa quý vị nó rất là quan trọng nhưng khi mà những phi hành gia đi lên trên đó thì họ bị mất cái những cái tế bào hồng cầu cái blood cell đây của họ bị rớt và bị rớt xuống rất là nhiều cái nghiên cứu gần đây họ đã chứng minh được điều này thì quý vị cũng biết ở trên trái đất của chúng ta cái cơ thể chúng ta tạo ra và phá hủy hai triệu tế bào hồng cầu trong mỗi giây thì những nhà nghiên cứu này họ đi lên ở trên trên trạm vũ trụ quốc tế thì họ bị mất bị phá hủy các tế bào hồng cầu thì họ đã thấy được trong 14 phi hành gia trong khi đàn nhiệm vụ của không gian kéo dài 6 tháng của họ ở trên cái trạm vũ trụ quốc tế thì những người đó khi đi về mặt đất thì họ bị mất cái blood cell cái tế bào hồng cầu của họ bị mất đi rất là nhiều người ta nói mất đi cũng phải ít nhất là 40% đó thưa quý vị và trong nghiên cứu năm trong số 13 phi hành gia bị thiếu máu khi họ hạ cánh mà một trong số 14 phi hành gia đó rất là lâu họ mới lấy được lại những cái tế bào hồng cầu nhưng khi ở trên uh, không gian thì nếu mà mất hồng uh, mất cái cái blood cell hồng cầu đó thì ok từ vì ở trên đó nó không có cái sức hút nhưng mà khi về trái đất rồi cái sức hút rất là nhiều và cái tiêu lượng cái energy và cái năng lượng rất là nhiều nên chúng ta rất là cần nhiều những cái tế bào hồng cầu này nhưng kết quả cho gần đây cho thấy họ muốn chứng minh rằng và họ đã kiểm soát được rằng và họ đã thấy được những cái vi hành da này đã bị mất cái tế bào hồng cầu khi đang ở trên đó thì từ những cái nghiên cứu này họ có thể sàng lọc ra để các những cái phi hành gia hoặc là khách du lịch lên trên vũ trụ mà tình trạng sức khỏe bị yếu hoặc bị mất máu thì đó là cái lý do với cái sứ mệnh dài như vậy và tình trạng thiếu máu rất là tồi tệ thì ảnh hưởng đến nhiệm vụ dài đến mặt trăng và sao hỏa thì họ sẽ tìm cách để khắc phục và cho những cái phi hành gia này ăn uống tốt hơn tăng sản xuất hồng cầu và là trong đó có đòi hỏi cái chế độ thích nghi ăn uống cho những hành gia và tỷ lệ phá hủy hồng cầu và sản xuất tế bào hồng cầu này cao hơn trong bao lâu thì những nhà nghiên cứu những bác sĩ này họ có thể tham gia và họ nghiên cứu để đưa ra một cái tình kết quả tốt nhất để mà cải thiện cho những phi hành gia này